Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cả video của tôi ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ phân tích một chút để cho các bác tài đang có cái dự định đầu tư xe tải ở cái phân khúc 3,5 tấn, một số cái lý do chúng ta nên chú ý khi mà mua cái dòng sản phẩm xe tải 3,5 tấn. Và hôm nay thì tôi đem đây đó là chiếc xe tải Terra 350, một trong những chiếc xe mà tôi đã quay rất là nhiều video ở trên cái kênh YouTube của tôi rồi. Đó thì mọi người mà cần tham khảo chi tiết hơn về cái sản phẩm xe tải Terra 350 đến từ nhà máy Dehamoto này thì hãy quay lại cái kênh YouTube của tôi để có thể là xem những cái video tôi đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Hôm nay tôi sẽ phân tích một chút để các bác tài chú ý khi mà mua xe 3,5 tấn chúng ta nên quan tâm đến những cái điều gì. Quay trở lại với cả video chính của tôi hôm nay thì đầu tiên chúng ta phải nói về cái ngoại hình của xe. Thì đây là cái điều mà tôi thấy là nó không quan trọng, bởi vì thực tế thì là một chiếc xe chúng ta đầu tư về không phải để ngắm, không phải để đi chơi, mà chúng ta mục đích chính đó là để chở hàng, để phục vụ cho cái công việc, cái kiếm tiền của chúng ta, chứ không phải là đầy về vẻ đẹp, mà chỉ cần đủ. Thứ nhất là về cái khoang cabin này, nó có cái số ngồi nó rộng rãi, thoải mái, chân gôn, chân ga nó phù hợp với cả cái cơ thể của chúng ta. Thứ hai nữa là nó có đầy đủ các cái hệ thống an toàn như là đèn cảnh báo, đèn xi nhan, đèn gầm để chúng ta có thể là di chuyển nó tiện lợi hơn. Thứ ba nữa đó là cái hệ thống gương giúp chúng ta có thể là quan sát làm sao một cách là nó được có một cái tầm nhìn nó thoáng nhất. Đó thì chúng ta nên quan tâm những cái điều đó. Còn những cái vấn đề khác như là xấu đẹp thì tôi nghĩ là không cần thiết. Đó. Thứ hai nữa đó là khi mua một chiếc xe tải 3,5 tấn thì chúng ta cần quan tâm đến khá là nhiều, đó là về cái phần động cơ của nó. Chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào công việc của chúng ta này. Chúng ta là chở hàng cần quá tải hay là chở hàng cồng kềnh. Đó, không cần quá tải, chạy ở cung đường như thế nào, đường bằng hay đường đồi núi. Đối với cả những khách hàng nhá mà chạy quá tải này và chạy xe ở những cái cung đường đồi núi như là Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, đó thì chúng ta nên chọn một chiếc động cơ nào nó khỏe một chút, như là những cái thương hiệu như là của Nissan này, của Hyundai. Thì đó là những cái thương hiệu mà nó có thể là giúp chúng ta chở quá tải gấp khoảng từ 2 lần đến 2,5 lần. Đó, thì khi mà chúng ta lựa chọn chúng ta cần chú ý. Còn đối với cả những khách hàng mà chở những cái mặt hàng nó có cái tải trọng nhẹ thôi, chúng ta không quá tải nhiều, nhưng chúng ta lại cần có một cái kích thước thùng nó lớn ấy, thì chúng ta nên chọn những cái dòng mà có cái những chiếc máy nó có cái độ tiêu hao nhiên liệu nó thấp một chút, nó như là con xe tê tải, như là con xe tải Terra 350 này. Về nói về cái độ quá tải thì nó không tốt, nó chỉ chở khoảng được tầm 4 đến gần 5 tấn thôi, nhưng mà ngược lại thì cái động cơ Isuzu này thì nó lại rất là tiết kiệm nhiên liệu và chúng ta có thể là thu hồi vốn cực kỳ nhanh với cái số tiền đầu tư thấp này, và cái lượng tiêu hao nhiên liệu nó cũng rất là thấp, nên là cái khả năng hồi vốn nó sẽ cực kỳ nhanh. Đó, cái điểm tiếp theo chúng ta cần quan tâm để mà trả được hàng ấy thì chúng ta đã phải quan tâm đến cái phần thùng của nó. Chúng ta phải quan tâm thứ nhất là về cái phần sassi. Sassi nó sẽ to hay là chúng ta cần một sassi to hay là cần sassi như nào, nó cũng phụ thuộc vào lượng hàng hóa của chúng ta. Cần thùng dài hay là thùng ngắn cũng phụ thuộc vào hàng hóa của chúng ta rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ cần phải để ý đến cái phần sassi này. Sassi là sassi dạng đơn này hay dạng kép này, sassi bằng này, hay là sassi bị vót này. Đó là những cái điều mà chúng ta cần chú ý. Còn về phần thùng này thì chúng ta sẽ cần chú ý những cái điểm, đó là về chất lượng thùng này, là phần vách này nó được làm bằng loại vật liệu gì, tôn kẽm này, inox này. Inox thì nó cũng có rất là nhiều vật liệu, inox 403, inox 430, inox 201, rất là nhiều loại khác nhau. Thì chúng ta chở mặt hàng nào nó không liên quan đến muối biển này, hay là mặt hàng nó có cái độ ăn mòn nó không quá cao, thì chúng ta chỉ cần đầu tư một là thùng tôn kẽm, hai là inox 201, inox 430, chứ không nhất thiết phải dùng loại inox là inox 430. Đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí để mà đóng thùng. Thứ hai nữa đó là về cái quy cách thùng, thì là cái phần xương thùng bên trong này chúng ta sử dụng loại thép hộp như thế nào, độ dày bao nhiêu, và các cái xương thùng này được đan với nhau nó dày như thế nào. Thứ ba nữa đó là về cái phần sàn thùng. Sàn thùng thì nó sẽ có rất là nhiều các cái phân loại khác nhau. Ví dụ là chúng ta chở hàng gì thì nó sẽ có một loại sàn nó phù hợp. Ví dụ là sàn có độ ăn mòn cao thì chúng ta nên sử dụng những cái sàn mà nó được bọc inox 430. Nó còn không bình thường chúng ta chỉ cần sử dụng sàn thép thôi, để sao cho là cái chi phí mà chúng ta đầu tư nó sẽ thấp nhất. Còn một cái điều nữa ở cái phần thùng đó là về cái phần dầm này. Thì nếu với cả các bác tài mà chở quá tải nhiều ấy thì chúng ta nên làm thêm cái phần dầm này nó khá là nhiều, bởi vì cái phần dầm này nó chính là cái phần mà nó chịu lực sau cái phần sassi thôi, nó tác dụng lực xuống sassi. Nếu mà nó yếu quá thì nó cũng không thể nào chịu, nó cũng không thể nào mà chở được tải nặng. Thì chúng ta có thể là làm thêm một là sàn gỗ này, hai là lót thêm những cái dầm gỗ nữa để làm sao cho chúng ta có một cái mặt sàn ấy
nó cực kỳ vững chắc để mà chúng ta chạy xe nó không xảy ra những cái hiện tượng như là võng thùng, lõm thùng đó. Còn phiên bản thùng thì nó cũng tùy vào theo hàng hóa chúng ta, mục đích chúng ta chở như nào thôi. Chúng ta sẽ có là phiên bản thùng kín, phiên bản thùng mũi bạt. Phiên bản thùng kín này thì nó sẽ có phân thêm là thùng kín 2 lớp, 1 lớp và thùng kín 3 lớp. Đó, thì chúng ta chở mặt hàng hóa như thế nào thì chúng ta có thể là lựa chọn những cái chiếc xe động cơ khác nhau, hãng khác nhau, chiều dài thùng khác nhau và chất liệu thùng cũng sẽ khác nhau. Đó, thì cái vấn đề này thì là mọi người mà chưa tìm hiểu rõ thì là mọi người có thể là nhấc máy lên, tôi sẽ tư vấn kỹ cho mọi người. Ở từng phân khúc, từng hãng xe thì nó sẽ phụ thuộc chúng ta chở từng loại mặt hàng khác nhau. Đó, thì mọi người mà cần tôi tư vấn về xe tải là thì hãy nhấc máy lên và liên hệ với tôi thông qua số hotline mà tôi đặt ở góc màn hình. Đó, thì mọi người cũng mong là khi mà xem video đến đây thì hãy cho tôi thêm một nút đăng ký kênh để tôi có thể là chia sẻ nhiều hơn, làm những cái video chia sẻ nhiều hơn đến cho mọi người khi mọi người muốn đầu tư một chiếc xe tải. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của tôi.